Để xem forgotten something as well. Chào ông bà cô chú ơi, ba chị sáng nay thứ bảy theo chú anh chị sáng là 9 giờ sáng là bắt đầu đi sân bay rồi cô chú anh chị mới ba chị mới về hồi tối thứ năm 8 giờ tối thứ năm là ở nhà ngày thứ sáu sáng thứ bảy là đi tiếp nè mọi người. Thì hôm nay ba chị đi Nhật, cô chú anh chị đi một tuần. Ba chị đi xong rồi cái sẽ Kim sẽ trang điểm làm tóc cho chị. Rồi dẫn hôm nay em chị có buổi biểu diễn múa ba lê hay cô chú anh chị ở nhà hát mà có hai show luôn. Cái show buổi trưa với lại cái show buổi chiều nữa cô chú anh chị. Love you very much. Right. I want you to have a good time at the dancing. And remember all your moves and your steps. Remember what Miss Kerry told you. And remember, don't be nervous, be happy, be... I'm not being nervous. All right, good. You have a nice time, okay? Yeah. Have a nice time at the barbecue. Wish I was coming to see you. Sorry I can't be there, babe. But I know you're going to be great, okay? Yeah. Mummy, get lots of pictures of and her... Videos. And videos of her in her outfit, okay? I mean, babe, love you. Now I want you to do videos on the show, me too. I'm not allowed to make the video inside the theater. But last time, why did you do it then? But the baby was telling me to stop. Ma, oi, om kai koi, chut chut. Come and get it. God. See you later. Bye. All right, babe. Take care. Yeah. Bye. You too. Love you very much. Bye, sweetheart. Bye. Have a nice time. Enjoy. Daddy love you both very much. Bye. Bye. Take care. Bye. Bye-bye. Hôm nay con đi đâu? Cái mà... Chị đi đâu? Cái gì show gì? Ballet show. Đi ballet show. Hôm nay em Chi sẽ đi múa ballet nha cô chú anh chị, đi biểu diễn múa ballet. Hôm nay em Chi có hai show lần. Một cái show là buổi trưa ha, xong rồi một cái show buổi chiều nữa. I'm having this dress. So the three dresses, but I'm still doing three shows. Có hai show thôi nhưng mà một show là múa ba bài. Bà cô chú ơi, mà hai mẹ con sợ đi trễ cho nên là đi sớm 20 phút luôn. Well, ma, we don't even need to be in the hallway, but you would be in the hallway. Ý là 11:40 Kim mới đi ha. Mà ba Chi kêu là 11:00 đi rồi, bây giờ người ta vẫn khóa cửa. 12:00 ở đây mới bắt đầu mở cửa, nhưng mà Chi là 1:00 mới bắt đầu lên show diễn ha cô chú anh chị. 1:00 bắt đầu nhưng mà cô giáo nói là 12:15 thì hãy đến cánh gà. Má, ở đây mở cửa rồi nè. Yay. Kim có đem đồ hộp đồ ăn trưa theo cho Chi nè cô chú anh chị. Tại vì đi vô trong á, bé diễn hai show thì diễn một show đầu xong sẽ nghỉ ngơi và ăn có trái cây với lại xúc xích raw. Có mấy thanh phô mai nữa nè với lại có chocolate gì cho Chi nữa. Anh Chi dành Chi ăn trước một chút nè. Chi ngồi đi ăn đi con, lẹ đi Chi với các bé. Nhanh đi. Kim đã đưa Chi vào trong cánh gà cho cô giáo rồi hả cô chú anh chị. Bây giờ vẫn còn gần một tiếng nữa đến mấy đến giờ diễn cô chú anh chị. Thì Kim ra đây Kim uống trà ăn trưa. Hồi sáng thì ăn sáng xong rồi cái lo lần lượt đi đó. Bây giờ ăn trưa tại vì 1:00 em Chi tới cái buổi diễn. Thì đến 3:00 mới xong. Mình ăn nhẹ một cái gì đó để một hồi đói bụng hả mọi người. Ở đây Kim có bánh mì nướng kẹp ở bên trong là giống như cá tuna, là cá ngừ đó mọi người. Cá ngừ với sốt mayonnaise với có một phần xà lách nữa. Cũng có bạn hỏi Kim là Chi biểu diễn múa ballet này nè, là có được tiền cachet hay là có được cái gì không hả cô chú anh chị? Là không có hả mọi người, không có được gì hết mà mình còn phải bỏ tiền ra mua vé xem và thuê đồ cho em Chi diễn nữa. Giờ đã xong một show rồi, cô chú anh chị đang đợi Chi đến cái show thứ hai hả mọi người. Xong cái show đầu là
3 giờ rồi cô chú anh chị. Bây giờ là 3 giờ 10 mà 4 giờ rưỡi mới đến cái show thứ hai, còn 1 tiếng rưỡi nữa. Thì 1 tiếng rưỡi này làm chị ở bên trong á. Ở phía sau cánh gà, ở trong nó có những cái phòng cho mấy bé ăn ăn và giải lao nè, có hình, có vẽ, có bút màu gì tùm lum hết trơn rồi cho mấy bé chơi ở trong đó chứ không có ra ngoài ha. Kim bây giờ Kim uống một ly cà phê và một miếng bánh, giống như ăn nhẹ hả cô chú anh chị. Xong rồi cái 1 tiếng rưỡi nó lận mới đến giờ để vô xem em Chi diễn cái show thứ hai nữa mọi người. Ở trong đây có quầy cà phê nè, ở dưới đất là có quầy bar bán bia rượu, ở trên lầu là có quầy cà phê trà bán đồ ăn nhẹ. Phía bên ngoài đây là giống như dọc theo một cái bờ sông mà kiểu như sông Đào đó mọi người. Mình cũng có thể đi bộ ngoài đây, nhưng mà bây giờ trời đang mưa, giống như mưa bay bay á. Kim không có đem áo khoác dày, cũng không đem áo mưa luôn. Giờ mình đi ra ngoài là lạnh lắm, gió lạnh. Cho nên ở trong đây Kim cũng thấy có nhiều người đi ra ngoài đi dạo nè. Tại vì nhiều người người ta cũng ở đây luôn đó, xong rồi người ta có con thì người ta đón con, hoặc là ở gần gần ở đây có những cái quán cà phê hay quán ăn gì đó là người ta sẽ đi ra đó ngồi. Khi mà nghe nói con mình đi biểu diễn múa ở trên sân khấu như vậy thì nghe nó hoành tráng hay mọi người, nhưng mà thật ra đây giống như là một cái sân chơi gì đó. Kim thấy ở bên đây có rất là nhiều trường dạy múa nè, dạy nhảy gì đó, sẽ tạo điều kiện tạo một cái sân chơi cho các bé giống như là trau dồi kỹ năng hay mọi người, rồi được biểu diễn đứng trên sân khấu thì sẽ làm cho các bé dạn dĩ hơn, không còn nhút nhát rụt rè. Theo kinh nghiệm của Kim thấy đó nha, thì em Chi đã học múa được 3 năm rồi và cũng là lần thứ 3 múa trên sân khấu luôn. Thì em Chi lúc này đã rất là dạn dĩ và không có còn rụt rè nhút nhát như lúc trước nữa cô chú anh chị. Đã xong rồi hả cô chú anh chị, bây giờ đi ra đây chuẩn bị đón em Chi đi về mọi người. Đi đến cửa cô giáo sẽ giao em Chi ra. Chi ok chứ lạnh hả? Hả? Có chi gài nút lại vậy? Yeah. 7 giờ tối rồi ông bà cô chú ơi. Đi từ lúc 11 giờ mấy ha. Tới 7 giờ tối mới về. Bây giờ đi về, xong rồi đi ăn tiệc ở nhà hàng xóm nhà Kim ha. Cái bác hàng xóm là thứ bảy tuần sau là sinh nhật của bác, hôm nay bác tổ chức tiệc barbecue tại nhà đó, sẵn là làm sinh nhật luôn cô chú anh chị. Đi về sẽ cho em Chi thay đồ xong rồi cái đi qua đó ăn ha mọi người, ăn tiệc. Chi múa giỏi quá, Chi múa đẹp quá. But you do any videos? Không, mình đâu có quay phim được, người ta không cho quay phim. Well, we go to Alyssa's party. Ừ, đúng rồi, bây giờ về nhà để ăn tiệc ha. Chị giỏi quá, chị ở bên trong á chị vui không? Ừ? Okay. Nhiều người không? Đông người không? But mà when I just got back into the place when I was bored. Chán lắm hả? Yeah. Ngồi but first, I'm really happy to do that. Hello chị. Chị có gì đâu, chị cầm gì đâu. Một chai rượu hả cô chú anh chị, một chai rượu van. Bây giờ sẽ đi đi tiệc ở kế bên đây. Nhà Kim số 1 là nhà của cái chú đó số 9. Dưới đây thôi. Rồi đi hả chị ha. Lạnh quá. Lạnh quá hả? Ừ. Đây cái bộ đồ em Chi chọn nè. Em Chi nay chọn cái quần jean xong lấy áo khoác jean luôn. Ơi, cái chừng bể chai rượu quá con à. Xách cao lên bể á. Need to live by her. Yeah, because they live close together. Is that good? So they can come to Rhonda anytime she wants. Yeah. But they can't go by themselves. Này xe nhiều quá trời luôn nè. Nhà này hết mọi người. Chúc nó vô nhà Kim không quay ha. Tại vì những người ở bên này không thích quay phim đâu cô chú anh chị. Cho nên là Kim không quay.